Các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh của DReview. Trong ngày nay thì mình sẽ gửi tới bạn những thông tin mới nhất từ nhà táo Apple. Và mình tin chắc rằng những thông tin này sẽ rất là hữu ích với những bạn nào đang sử dụng iPhone 7 chẳng hạn, 7 hoặc 7 Plus. Và những bạn nào đang chuẩn bị mua iPhone trong năm 2018 này. Đầu tiên, thông tin đầu tiên chúng ta sẽ đến với việc là trong năm 2018 thì Apple sẽ dự định chỉ bắt tay hợp tác với một nhà cung ứng sản xuất chip modem duy nhất mà thôi, đó chính là Intel. Và theo một nhà phân tích nổi tiếng là Michiku, ông cho biết rằng là trong năm 2018 thì tất cả những mẫu model iPhone chuẩn bị ra mắt trong năm nay sẽ chỉ sử dụng chip modem của nhà Intel mà thôi, thay vì là Qualcomm như ngày trước. Ngày trước các bạn nên nhớ rằng những chiếc iPhone 7 và thế hệ 7 Plus đổ về trước á, thì những sản phẩm iPhone đều kết hợp có cả nhà Qualcomm và nhà Intel để cung ứng lại chip modem, thì đem lại cái tần số sóng khác nhau thì phải. Và có rất nhiều thông tin cho rằng là những chiếc iPhone sử dụng chip Intel thì cho sóng khỏe hơn, hoặc là chip Qualcomm thì sóng yếu hơn thì phải. Có rất nhiều thông tin như vậy. Tuy nhiên thì gần đây nhất thì đã có một vụ kiện giữa Qualcomm và Apple, khi mà hãng nhà sản xuất chip modem của Apple cho rằng là Apple đã để lộ ra một cái đoạn mã với nhà Intel mà không được sự cho phép của hãng này. Và từ đó có thể thấy rằng là cái tinh thần hợp tác giữa Apple và Intel nó lớn hơn như thế nào. Và trong năm 2018 này có thể coi là một năm mà người dùng không phải quá bận tâm nhiều về việc rằng là sức máy của mình sẽ sử dụng một cái chip như thế nào và tần số mạng các thứ nó sẽ nhanh hay chậm như là trước nữa. Như vậy là người dùng có thể hoàn toàn tâm về việc là những chiếc máy của bạn có thể đảm bảo tốt nhất về mạng kết nối LTE. Tuy nhiên thì việc Apple hợp tác độc quyền với Intel có lẽ sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà thôi, khi mà nhiều khả năng Apple vẫn sẽ chuyển một phần đơn hàng sang cho Qualcomm như một món quà nhượng bộ nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài khá lâu giữa hai bên. Và các bạn cũng nên nhớ rằng là Apple cũng nổi tiếng với việc không dựa dẫm quá nhiều vào bất kỳ nhà cung ứng riêng lẻ nào. Điển hình như là việc lựa chọn nhà cung ứng màn hình cho chiếc iPhone X từ Samsung và LG. Và bất kỳ lúc nào có thể, Táo Khuyết đều tự muốn mình tự thiết kế và xây dựng các linh kiện cho thiết bị của mình. Mới nhất thì Apple đã bắt đầu chuyển sang tự thiết kế GPU cho các dòng sản phẩm của mình trong tương lai. Tuy nhiên thì thông tin này có thể thấy là chúng ta sẽ thấy được tốc độ LTE tăng lên trên những chiếc iPhone tiếp theo mà không cần quan tâm việc cung ứng là chip Intel hay là Qualcomm. Bởi đó sẽ là bước đi cần thiết để Apple giữ vững khoảng cách với siêu phẩm Samsung Galaxy S9 sẽ được chuẩn bị sử dụng con chip Exynos 9810 sẽ bắt vào cuối tháng 2 này, khi mà hãng điện tử Hàn Quốc cũng tuyên bố rằng sẽ nâng cao tốc độ kết nối dữ liệu trên chiếc flagship của mình. Và thông tin thứ hai mình nghĩ rằng nó sẽ rất quan trọng với những bạn nào đang sử dụng chiếc iPhone 7 của mình. Cụ thể là thời gian gần đây thì có rất nhiều người phàn nàn rằng chiếc iPhone 7 của họ đã không thể hoạt động trở lại, không thể nhận SIM trở lại khi mà chuyển từ chế độ máy bay sang chế độ bình thường hoặc là tháo lắp SIM. Cái vụ việc này đã bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 rồi, và cho đến thời điểm này có rất nhiều trường hợp như vậy, và Apple cũng đã lên tiếng xác minh về vụ việc này. Báo cáo từ phía Apple nói rằng họ đã xác định có một tỷ lệ nhỏ các thiết bị iPhone 7 có hiển thị lỗi không có dịch vụ, kể cả khi trong vùng phủ sóng và do một linh kiện bị hỏng trên mảng mạch logic. Và thông tin này được đưa ra một cách nhanh chóng ngay sau khi Apple bị mắc phải một vụ lùm xùm khác liên quan đến việc là giảm hiệu năng trên các thiết bị iPhone đời cũ vào tháng 12. Và nếu chiếc iPhone 7 của bạn bị gặp phải lỗi này thì ngay lập tức hãy đến các trung tâm bảo hành của Apple Store và đến những nơi bạn mua máy để kiểm tra lại máy của mình nhé. Và vừa rồi mình đã gửi tới các bạn những thông tin mới nhất của nhà táo Apple trong ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này thì đừng quên like, share, subscribe kênh của DReview. Và đặc biệt là trong dịp Tết này, nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm nhà táo như là iPhone và iPad thì xin mời truy cập trang web của diệuthongminh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán và rất nhiều chương trình quà tặng ưu đãi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Damn, son, where'd you find this?